Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Converter. Mình đã quay trở lại và tiếp tục với series là những bộ PC giá rẻ dành cho anh em sinh viên. Thì ở đây thì mình đã lựa chọn những thành phần linh kiện là mới 100%. Và cái mức giá cũng sẽ khác khi mà anh em so sánh với hàng cũ hoặc là hàng trâu cày. Thì mỗi người sẽ có một sự lựa chọn khác nhau. Với hàng mới thì chúng ta có những gì? Thì đầu tiên chúng ta cần phải xét trên khía cạnh là cái mục đích sử dụng là gì. Thì cái mục đích mình đi bộ PC ở đây là chúng ta thứ nhất là phục vụ nhu cầu chơi game, cái thứ hai là cái mức giá có thể nói là tốt nhất chúng ta có thể. Thì với bộ PC này chúng ta sẽ chơi game được trên độ phân giải Full HD này hoặc là 2K với những cái mẫu màn hình có tần số quét cao. Tất nhiên thì tần số quét cao thì anh em có thể sử dụng những cái mẫu màn hình kiểu 144Hz này hoặc 240Hz trên độ giải Full HD. Còn với 2K thì một chút nữa thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho anh em. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần CPU. CPU ở đây thì rẻ nhất chúng ta có thể mua được là CPU Intel Core i3 12100F, một mẫu CPU có 4 nhân và 8 luồng. Về mặt hiện tại thì với dòng i3 thì chúng ta mới có thể mua được Gen 12 thôi. Gen 13 thì chúng ta vẫn chưa có. Sau này thì anh em có thể chuyển sang cái Gen 13 cũng được. Thì với cái mẫu CPU này ở trong vỏ hộp đã có sẵn hệ thống tải stock rồi. Tất nhiên thì anh em nào muốn tiết kiệm chi phí thì có thể sử dụng luôn, bởi vì cái TDP của sản phẩm nó cũng không quá cao. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy ở đây mình đã có trang bị thêm một hệ thống tải nhiệt khí nữa. Thì anh em chỉ cần bỏ ra khoảng chừng là hơn 200.000 thì nhìn cái bộ PC của anh em nó cũng sẽ đầy đặn hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng ấy thì CPU cũng sẽ mát mẻ hơn. Điều ấy điều đương nhiên rồi, tải nhiệt rời kiểu 3-4 ống đồng thì kiểu gì nó cũng sẽ mát hơn khi so với tải nhiệt khí stock. Đây, tùy nhu cầu mọi người thôi. Thì với CPU là Intel Core i3 12100F 4 nhân thì mình đã chuyển sang sử dụng là mẫu main là H610 để có thể tiết kiệm được chi phí tốt nhất có thể. Thì với H610 thì sau này nếu anh em mà muốn có nâng cấp lên là i3 Gen 13 chẳng hạn thì vẫn có thể nâng cấp được. Chúng ta chỉ cần update BIOS là đã có thể sử dụng được rồi. Thì với những cái mẫu main H610 này thông thường thì đều sẽ là những cái mẫu main micro SDX. Vì thế khi mà chúng ta sử dụng ấy, chúng ta cũng nên lựa chọn những cái vỏ cây nó phù hợp. Thì ở đây mình đã lựa chọn sẵn rồi. Trên những mẫu main H610 thì thông thường nhá, để đảm bảo mức giá rẻ thì sẽ được trang bị sẵn là 2 GB RAM. Thì mình thấy 2 GB RAM anh em lắp 2 thanh 8GB với tổng dung lượng là 16GB, bus RAM từ 3000 cho đến 3200 là đã có thể đáp ứng được những cái tựa game trên thị trường rất tốt rồi. Thậm chí là anh em có thể sử dụng lâu dài thêm khoảng 2 đến 3 năm nữa mà không cần đến cái yếu tố gọi là nâng cấp sản phẩm. Còn về khu vực SD thì trên cái mẫu main này sẽ có sẵn là một cái HDMI chúng ta có thể nâng cấp. Tiếp theo nữa là một khía cạnh ảnh hưởng đến cái gaming khá nhiều, đó chính là về phần card đồ họa. Thì ở đây mình đang có phiên bản là RTX 3060 với mức giá tốt nhất đến từ Gigabyte. Đây anh em nhìn cái thiết kế của sản phẩm thì đây là dòng có thể nói là mức giá rẻ nhất đến từ Gigabyte rồi. Tất nhiên thì anh em vẫn có đầy đủ những cái sự tuyệt vời mà anh em mong muốn. Backplate để che chắn có này, LED cũng có luôn, và đặc biệt tất nhiên chúng ta vẫn phải có ống đồng. Thì cái phiên bản là RTX 3060 này sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 160 đến 170W điện tùy vào cái hiệu năng anh em sử dụng. Nếu anh em nào mà chơi game ít hay những tựa game nhẹ thì nó có thể load ít hơn. Thì với một cổng cấp nguồn 8 pin này và trên main cũng một cổng cấp nguồn 8 pin nữa thì hầu như những cái bộ nguồn trên thị trường thì đều có thể đáp ứng được. Thế về việc lựa chọn bộ nguồn cũng sẽ thoải mái và dễ dàng hơn. Cái phần vỏ cây nãy mình có nói rồi, tuy nhiên thì mình vẫn sẽ nói lại ở đây. Anh em nhìn thấy ở đây tổng cộng là có 3 quạt LED RGB và quạt này thì anh em sẽ không cần phải mua thêm, bởi vì cái vỏ cây này đã có sẵn quạt rồi. Anh em có thể build giống như mình này, có thể đầu tư tản nhiệt khí rời có hay không cũng được, nói chung là có thì vẫn tốt hơn. Thì nhìn cái bộ PC chúng ta mặc dù có mức giá tốt thế nhưng mà trông nó vẫn sẽ đầy đặn và vui mắt một chút. Ở trên đây thì còn hai khe trống nữa, anh em nào thích thì có thể nâng cấp thêm, nhưng theo mình hai quạt trước hút gió vào với một quạt đằng sau để thổi gió ra đã là cái đối lưu bên trong vỏ cây của anh em và khá tốt rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ test game ở chế độ phân giải là 2K. We'll be right back.
thì như anh em vừa thấy xuyên suốt quá trình test game của mình thì chúng ta cũng đều nhận thấy được là i3 với RTX 3060 vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu ở trên độ phân giải 2K. Tuy nhiên với một số tựa game offline nặng thì tất nhiên anh em sẽ cần phải hạ setting xuống để có thể đảm bảo được mức FPS cao, bởi vì dù sao đây cũng là bộ PC giá rẻ thôi và RTX 3060 cái hiệu năng của nó sẽ là ổn nhất trên độ phân giải Full HD. Tuy nhiên thì mình vẫn để nó 2K để anh em nhìn thấy được là chúng ta có những cái cấu hình mà nó chỉ cần gọi là bình thường thôi, nó vẫn có thể đảm bảo được cái trải nghiệm khi mà chơi game là rất tốt. Và nếu anh em nào mà quan tâm thì hoàn toàn có thể đến ngay với các showroom của Alphard để có thể chọn mua một cấu hình ưng ý, hoặc là có thể mang video này lên và nhờ các anh em kỹ thuật, các anh em sale làm cho bộ PC giống hệt như này, đảm bảo anh em hài lòng khi mà chúng ta chơi game trong cái đợt nghỉ lễ hoặc là sắp tới là Tết, nằm cái tiện đến sớm lắm, mua dần đi để chơi game cho vừa. Hẹn lại anh em trong video sau.